Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn kể lại một trận thi đấu thể thao mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài kể lại một trận thi đấu thể thao. Bài làm. Nhân dịp ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, trường em tổ chức thi kéo co giữa các lớp trong khối 3. Lớp em 3A được ban tổ chức chọn đọ sức với đối thủ đáng gờm lớp 3D. Các bạn ấy ai cũng cao lớn, to. Từ sáng sớm, sân trường đã đông đủ, rất nhiều phụ huynh cũng có mặt để cổ vũ cho trận đấu. Các thầy cô giáo, mỗi người một việc. Thầy Tuấn, thầy Quang, kẻ vạch vôi làm ranh giới giữa hai đội. Cô Thư, cô Ngân kiểm tra lại chiếc dây thừng mới tinh, xù xì, dài hơn chục mét. Còn lại các bạn học sinh cả hai đội được thầy dạy thể dục thực hiện các động tác khởi động chân tay để lúc không bị trượt chân ngã. Các thầy hướng dẫn về chiến thuật thi đấu sao cho hiệu quả. Trước khi trận đấu diễn ra, ban tổ chức phổ biến luật thi đấu. Mỗi đội 10 người, 5 bạn nam, 5 bạn nữ, sợi dây thường to, dài, ở giữa. Được buộc chiếc khăn đỏ đánh dấu điểm ngăn cách khi chiếc khăn đỏ bị kéo qua vạch vôi phía bên nào trước, thì bên đó giành chiến thắng. Cuộc thi sắp bắt đầu, mỗi đội đứng vào hàng theo vị trí đã được sắp xếp. Đôi chân của các bạn ghi chặt lấy mặt đất, hai tay bám chặt lấy sợi dây thừng. Nét mặt bạn nào cũng căng thẳng trong tư thế chuẩn bị. Sau tiếng hô bắt đầu của thầy Trung, các của hai đội mím môi, mím lợi nín hơi lấy hết sức kéo sợi dây đỏ về phía mình. Chân bấm xuống đất, hai bên rằng co sợi dây. Lúc thì chiếc khăn đỏ nghiêng về lớp em. Vài phút sau, lớp 3D lại kéo được nó về phía mình. Tình thế gây gấn. Có lúc, bốn, năm bạn ngã xoác cả chân, nhưng tay quyết không rời sợi dây thừng. Tiếng cổ vũ của khán giả bên ngoài như tiếp sức mạnh cho các bạn. Có cả cô hiệu trưởng cũng đến xem và cổ vũ cho các bạn thi đấu. Em thấy trên nét mặt nghiêm nghị hàng ngày của cô nở một nụ cười mãn nguyện. Tiếng hò reo xen lẫn tiếng vỗ tay khiến cho không cả, cả sân trường sôi động và thú vị. Sợi dây đỏ nhích từng tí, từng tí. Bất ngờ khi các bạn lớp em phản công và túm chặt sợi dây thừng rồi ra sức kéo, ai nấy mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Chiếc khăn đỏ được kéo qua vạch vôi về, về phía lớp em. Ba A đã chiến thắng. Các bạn trong đội ôm nhau hò reo khán cả cổ. Các bạn khác trong lớp chạy vào bắt tay chúc mừng. Em nhớ mãi kỷ niệm đẹp đẽ này. Bài văn kể lại một trận đấu, một trận thi đấu thể thao đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé